ba đã dạy từ bé rồi là ăn uống phải từ tốn. Thứ nhất là ăn cá là phải bình tĩnh, ăn phải nhằn đồng hoàng, nhớ chưa? Còn ăn cơm phải đợi nguội hãng ăn, chứ ăn cơm mà cứ thấy cơm bắt đầu là đói, tục mõm vào là bỏng hết cả mồm, nhớ chưa? Bỏng hết mồm, con mũi hết mồm để ăn nó bỏng rồi thì ăn bằng cái gì nào? Bông đây à? Xin chào Bông nhá, ba vừa đi làm về bắt tay cái, giỏi thế. Bông giỏi thế nhà, bây giờ ba thả ra chơi một lúc xong rồi ba tắm rửa, ba cả nhà ăn cơm xong rồi ba cho Bông ăn cơm nhá. Rồi, Bông giỏi rồi, đi cả ngày nhớ Bông quá. Rồi. Sao hai đứa lớn này bắt nạt em kia? Ôi tôi chết rồi. Hai đứa lớn sao bắt nạt em kia? Thôi Bông ra đây ba. Bông ra đây ba. Bông, không chơi chúng nó nữa. Ra đây ba, Bông. Không chơi chúng nó nữa nhá. Ok. Rồi, không chơi chúng nó nữa. Ngồi yên đấy. Được rồi. Bông nhá, cứ đòi lên ba cho lên là phải ngồi yên nhá, nhớ chưa? Chỉ ngồi xem thôi nhá, không được quấy. Bông nhớ chưa? Bông, ba cho ngồi đây là lên trên này ngồi. Đòi lên ba cho lên ngồi rồi là phải ngồi yên nhá, trật tự, không được câu, không được sủa, nhớ chưa? Đấy, ngồi yên đấy. Đợi ba ăn xong rồi ba cho ăn, nhớ chưa? Rồi, rất ngoan, ngồi yên đấy. Sắp xong rồi, chỉ một tí nữa là ba ăn xong là ba cho ăn nhá. Đói cũng phải cố gắng mà chịu. À, trông này, đấy. Rồi, không phải nhìn nhá. Bông xuống, Bông ngồi xuống. Bông ngồi xuống, Bông phải ngoan nhá. Ngoan ba mới cho lên, nhớ chưa? Không lần sau là không được ngồi lên ghế đâu. Nhớ đấy. Bông rất là ngoan, Bông nghe lời nhá. Bông là một đứa trẻ thông minh, đúng không? Rồi, Bông rất là ngoan. Ok, đợi ba mẹ ăn xong này ba cho ăn, nhớ chưa? Đói cũng phải từ từ nhá, ăn uống là phải bình tĩnh, ba đã dạy rồi, ăn uống là phải bình tĩnh nhá. Đến bữa cơm ba mẹ ăn là không được đòi, nhớ chưa? Ngồi yên trật tự đấy. Rồi, đợi chút xíu nhá. Cửu cho miếng nhá. Không được cho ăn. Không, cho ăn thế là hư, thưởng lần sau mà không cho ăn bắt đầu lại kêu lại đòi, như thế là không được nhá. Không cho thưởng gì cả, đúng đến bữa là ăn, phải kỷ luật vào. Bông xuống đi con, Bông xuống để cho anh Trọng ăn nhá. Tí nữa mới được ăn, nhớ chưa? Bông này chính là bé mà biết nghe lời đấy. Bông là bé nhất nhà nhưng mà ngoan nhá. Mỗi tội là háo ăn thôi, mỗi tội là hay đòi ăn thôi. Rồi, gâu cái gì? Đã bảo là ăn không được gâu cơ mà, hư thế. Ôi giời, cái gì cũng ăn, bất cứ cái gì cũng ăn hết, hoa quả đu đủ rồi, khế ổi cứ vứt cái gì là ăn. À, con này nó lại cái ăn vặt gớm thế không biết đâu, đấy, gớm thế. Ui giời, thôi đừng cho ăn nữa, tí ăn cơm bây giờ. Bông phải ngoan nhá, bông ra đây, nếu mà ăn bông, nếu mà bông ăn hoa quả nhá là tí ba không cho ăn cơm. Rồi cho nhịn cơm. Rồi, Bông giỏi. Rồi, ba chuẩn bị cơm cho Bông ăn nhá. Cơm hơi nóng một chút nhá, Bông phải chịu khó đợi nhá. Thấy chưa, phải chịu khó đợi nhá, chịu khó đợi ba nhá. Không được vội vàng, thấy chưa? Không được kêu ở Mỹ lên. Kêu ở Mỹ lên là ba không cho ăn nữa đâu. Rồi, cơm của Bông nhá. Đây, cơm của Bông đây. Cơm Bông hôm nay là cơm của Bông ăn cơm với thịt lợn băm và canh bí nhá. Rồi, đợi ba chút xíu, đang chuẩn bị rồi. Bữa tối cho Bông ăn ăn nhiều lên một chút nhá. Bữa tối ăn Bông nhiều lên một chút để Bông ngủ cho ngon nhá, ngủ một mạch cho sáng mai, nhớ chưa? Ok, Bông xong rồi, hơi nóng một chút nhá, nhưng mà Bông phải đợi nhá. Cơm bây giờ vẫn còn nóng, Bông phải ngoan. Cơm bây giờ vẫn còn nóng này, Bông phải kiên trì ngồi đợi nhá. Kiên trì ngồi đợi khi nào ba bảo nguội rồi thì ăn nhá. Rồi ba để đây, Bông ngồi đợi. Vẫn còn nóng, nhìn thấy chưa? Vẫn còn rất là nóng, bây giờ ăn vào là bỏng mồm nhá. Ăn vào là bỏng mồm, Bông ngồi yên. Ba bảo rồi phải ngồi yên, đói cũng phải cố gắng chờ nhá, để cho nó nguội đã. Ngồi yên. Đó.
đấy, ba xem nào, ba đến chắc là tầm khoảng độ chắc là phải 1 phút 2 phút nữa thì may ra thì nó mới nguội nhá, phải kiên trì ngồi không lóng thục ngõ mỏ bây giờ nhá là bỏng hết cả mồm. Nó đang nóng nhá, đang nóng chưa được ăn vội nhớ chưa, ăn uống phải bình tĩnh không phải nóng như này, ăn vào nó bỏng hết mồm ra thì làm sao. Ba nói phải nghe lời nhá, nếu mà không nghe lời ba ấy, bữa sau là ba phạt, ba không cho ăn nhá, ba cho nhịn nhớ chưa. Ba đã dạy từ bé rồi là ăn uống phải từ tốn, thứ nhất là ăn cá là phải bình tĩnh, ăn phải nhằn đồng hoàng nhớ chưa, còn ăn cơm phải đợi nguội hẳn ăn, chứ ăn cơm mà cứ thấy cơm bắt đầu là đói thục mõm vào là bỏng hết cả mồm nhớ chưa. Bỏng hết mồm qua mũi mồm để ăn, mà bỏng rồi thì lấy cái gì ra ăn, ăn bằng cái gì nào nhớ. Và một vấn đề nữa là ăn xong là phải rửa bát nhớ chưa, ăn xong là phải rửa bát ngay lập tức, không để đến ngày mai nhớ. Rồi ba thấy hơi nguội rồi, rồi nguội con ăn đi, rồi nguội rồi đấy, bình tĩnh ăn rồi nhá, đấy bình tĩnh ăn. Bây giờ lớn rồi lớn rồi là mỗi lúc mình phải bình tĩnh lên một chút, luôn ngoan ngoãn mà kia để ba dạy em, không em hư nhá. Cứ ăn cứ phải bình tĩnh, ăn xong là phải rửa bát ngay nhớ chưa, và rửa bát xong là phải ngồi nghỉ ngơi 15 đến 20 phút thì mới được ra chơi với các chị nhá. Nếu mà ăn cơm xong lô nghịch ngay là bị đau dạ dày nhá, nhớ chưa, ba dặn một lần là phải nhớ ngay nhá. Rồi ăn xong ra nghỉ ngơi, cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh ăn. Rồi lu ra kia để cho em ăn nhá, em tập trung nhé, em ăn không em sợ là chị ăn mất này, em vội vàng em ăn em lại bị sặc. Rồi ăn xong rửa bát luôn nhớ, nhớ đấy, nếu mà ba kiểm tra mà chưa rửa bát mà vẫn còn cơm dưới nhở ở đĩa là lần sau ba không cho ăn nữa nhớ chưa, cho nhịn đói một bữa luôn, phải rửa sạch. Con rửa bát đi, đấy rửa tiếp đi nhanh bông, rửa bát ngay. Rồi ba kiểm tra nhá, rồi ba kiểm tra nếu mà còn hạt cơm nào thì lần sau ba phạt. Rồi được rồi, em rửa bát sạch rồi, sạch bóng rồi, không còn tí nào rồi đấy. Em ngoan đúng không, em bé nhất nhà nhưng mà phải dạy huấn luyện ngay bây giờ không là hư nhớ chưa. Ăn xong rửa bát rồi ok, em rất giỏi. Bông uống nước đi, ăn xong uống nước đi, bạn ra kia cho em uống nước vàng được chưa, nhớ là ăn xong ra uống nước luôn, súc miệng nhá, sạch sẽ nhớ chưa. Thôi uống thế thôi, không nên lại đi tè nhiều nhá. Rồi bông vừa ăn xong là bông bông nghỉ đi nhá, nghỉ tí để ba cho chơi nhá. Ăn xong phải nghỉ ngơi 15-20 phút mới được ra chơi nhớ chưa. Đấy nhá, ngồi yên tại chỗ đấy, rồi tí ba bảo ra chơi các chị ở chơi nhá, nhớ chưa. Rồi thôi ạ, bông giỏi lắm nhá, lo lê rồi gì, rồi yên chí rồi, không đòi nữa đúng không. Rồi làm yên nghỉ ngơi một lúc khoảng độ 20 phút nhá, nhớ đấy. Rồi giờ ba đi đây có việc chút, cứ làm yên đấy nhá. Rồi bông ăn xong nghỉ ngơi xong rồi là ba đã cho lên anh Trọng chơi nhá, lên phòng anh Trọng chơi một chút. Bông đi nào, đi lên anh Trọng chơi nào, đi đi nhá. Rồi ok nào, lên bông lên đây bông. Rồi ok lên này. Em vừa ăn xong rồi, em rửa bát rồi, bây giờ em đòi lên đây chơi với anh Trọng một lúc rồi xuống rồi chơi mấy hai chị một lúc đi ngủ nhớ chưa. Bông ra đây, rồi giỏi lắm. Ôi em à, ôi không có gì mà người cả nhớ chưa. Rồi bông giỏi lắm, hai đứa vàng mới luôn lên đây một kỳ để cho em lên thôi. Bông ôi giời, sợ tha của anh Trọng rồi. Bông nhớ ba dặn rồi nhá, ăn no xong rồi là lô vừa thôi, lô nhẹ nhàng thôi, thấy chưa. Ăn no xong rồi phẩn mỡ xong rồi ra nô nghịch vui vẻ thế, lúc chưa có ăn thì buồn hiểu buồn hưu đi. Ba cho chơi tầm khoảng độ 15 phút nữa thôi nhá, xong rồi là đi ngủ nhá, đi ngủ sớm nè, cứ đùa đi một lúc nữa rồi ba nhờ một số việc nhớ chưa.
Rồi, cứ đùa đi. Bông, đùa đi, em ra đùa đi nhá. Rồi, cứ chơi thoải mái đi. Bông các chị nhường không được cắn các chị đau, các chị mà tức lên là các chị đánh cho đấy. Nhớ chưa? Đánh vỡ alo luôn đấy, nhớ chưa? Lo bênh chị vàng, bây giờ lo ra lo đùa lo bênh chị vàng nó đánh chị lu. Bênh chị vàng. Ôi giời thế chưa. Dạ, bênh chị vàng đánh chị lu. Rồi. Nhưng mà các chị biết là em bé các chị nhường, các chị không đánh. Rồi bông ngủ đi. Ăn xong rồi nhá, ăn no rồi. Chơi rồi, nghỉ rồi, thế bây giờ bông ngủ nhá. Rồi, bông đi ngủ đi, ba đi ngủ đây. Mai mà còn đi làm ra nhá, bông ngủ ngoan nhá. Chúc bông ngủ ngon nhá. Rồi, ok. Bông ngủ đi. Nào, chúc bông ngủ ngon nhá. Ok, ok. Bông ngủ đi. Rồi. Bông ngủ đi. Rồi, rất ngoan. Ok. Chào bông.